Sau thành công vang dội từ dự án Intercontinental Đà Nẵng cùng các dự án nghỉ dưỡng đình đám Bà Nà Hills, sự trở lại của Sun Group tại thị trường Đà Nẵng lần này với dự án khu biệt thự Sunnever Island đảo Đông Nò đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Dự án Sunnever Island tọa lạc tại khu đảo Đông Nò, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Là một ốc đảo biệt lập được bao quanh bởi sông nước mang lại cho chủ nhân Sunnever Island phong thủy thịnh vượng. Từ Sunnever Island thuận tiện kết nối trong khu vực như đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ 4 km, tới khu du lịch núi Ngũ Hành Sơn chỉ 1 km, đến Điện Nam Điện Ngọc 3 km, đi đến làng Đại học chợ Hòa Quý và sân gôn chỉ 500 m, tới phố cổ Hội An chỉ 15 km, cách chùa Linh Ứng 15 km, đến khu du lịch Bà Nà Hills chỉ 30 km. Với định vị trở thành một khu đô thị sang trọng, đẳng cấp đầu tiên, trở thành biểu tượng cho giới thượng lưu Đà Nẵng. Sunnever Island với nhiều tiện ích cao cấp, Sunnever Island đảo Đông Nò được phát triển lấy cảm hứng thiết kế từ thiên nhiên. Phong cách nhiệt đới với ngôn ngữ kiến trúc phóng khoáng và độc đáo của các công trình biệt thự, nhà phố tựa mình vào sắc xanh của cây lá, nét rực rỡ của cỏ hoa. Ôm trọn vị tinh khiết không gian trong lành chữa lành tâm hồn. Sunnever Island đảo Đông Nò được xây dựng theo phong cách Tropico là sự pha trộn giữa hai phong cách kiến trúc Đông Tây. Phong cách kiến trúc này phù hợp với khí hậu nhiệt đới với các đặc trưng như đường nét thanh mảnh giản dị, vật liệu truyền thống gần gũi. Dự án có quy mô gồm 3 phân khu gồm Phú Gia 1, Phú Gia 2 và Phú Gia 3. Tổng số 387 căn biệt thự ven sông cao cấp.